Em đang live book nha. Sáng Phúc Ma à, ai để đây, ai nếu mà chưa hiện hiện tên Facebook lên đây, ai đây mọi người ơi, mọi người ngủ chưa? À anh Trung Bách à, Trung Bách anh cười tươi đi. Ôi cái tóc mình làm sao thế? Hello 6 người xem. À bạn Phương à, Phương với ai đây? À Danh Vọng này, Phượng Nguyễn, Phượng Nguyễn. À ai nữa kia, ai nữa kia chưa hiện ra. Mới đi uống bia về. Mới đi uống bia về chưa ngủ. Oh. Em mới đi uống bia về em chưa ngủ mọi người ạ. Sắp ngủ. Em sắp ngủ thôi. Đâu rồi mọi người, đâu rồi? Ai chưa ngủ vào buôn với em đi ạ. Vào buôn với em cho đỡ buồn, đỡ chán đi mọi người ơi. Cú đêm các con, các con cú đêm đâu rồi mọi người ơi? Cú đêm đâu rồi? Cú đêm đâu? Chồng em á? Chồng em kia, chồng em ở nhưng em vẫn đi bia bò bình thường. Hai vợ chồng em mới đi uống bia về xong. Anh ấy khủng khiếp lắm. Mới hai, cả hai vợ chồng mới đi uống bia về. Ơ cô ơi, chị hỏi một chút, em là sống ở bên Nguyễn Khánh Toàn à cô? Tại vì hôm nay lúc chị ở ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn thì chị có thấy báo là em ở gần chị. Chị có thấy báo là em ở gần chị. Hello Hea Cô Đơn. Hea Cô Đơn mua mỹ phẩm tặng vợ nè. Hello Hea Cô Đơn. Cô đơn nhé, cô đơn. Chưa được à đây. Hello mọi người, hello mọi người. Đâu rồi, mọi người đâu hết rồi ạ? Vào buôn chuyện với em cho đỡ buồn đi mọi người ơi. Buôn cho đỡ buồn đi ạ. Ánh sáng Phúc Ma ơi, Phượng Nguyễn ơi, đời mình Nguyễn Mạnh Cô, Nguyễn Mạnh Cô đi ra chưa? Đi ra chưa? Pin của bạn yếu 15% mà. Ồ mọi người đâu hết ạ? Cú đêm, những con cú đêm thôi mọi người ơi. Phùng Hợp bình luận về ảnh. Phùng Hợp một chút nữa mình sẽ trả lời Phùng Hợp nhá, một chút nữa thôi. Đâu ạ, những cú đêm đâu ạ, những cú đêm vào với em đi ạ.
Những cú đêm đâu rồi mọi người ơi? Mọi người đâu hết rồi? Đâu rồi mọi người đâu hết rồi ạ? Mọi người vào buôn với em cho đỡ buồn đi ạ. Phượng ơi, mua mỹ phẩm ủng hộ chị đi, buôn với chị đi. Trần Hương, hello Trần Hương. Hello Trần Hương nha, Trần Hương ngủ muộn vậy. Em tưởng mỗi em ngủ muộn, hóa ra rất là nhiều người cũng ngủ muộn đúng không ạ? Sao biết đây cu cậu đây đấy, cu cậu đang ngủ giờ này là phải cu cậu ngủ rồi, cu cậu ngủ rồi mới tranh thủ bán được hàng, mới tranh thủ làm đẹp được chứ cu cậu mà chưa ngủ là hết làm đẹp luôn rồi. Cái kẹp kẹp đen đâu nhỉ? Mình thì mình quen rồi, mình hôm nào ngủ sớm nhất cũng phải 1 giờ sáng mới ngủ. Sớm nhất là 1 giờ sáng mới ngủ. Quen rồi, bị quen giấc rồi. cũng tạm thôi Phượng ạ. Nói chung là cũng đủ, đủ mua sữa trong cu. Chứ còn mua sắm cho chị thì chắc là không đủ. Hello Nguyễn Kim Tuyến. Đủ mua sắm cho cu thôi chứ còn mua chị không đủ. Mua chị là phải 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 vào vào lương của chồng mới đủ. Chứ còn mỹ phẩm thì với quần áo chỉ đủ mua bằng cu thôi. Trần Hương ơi, da đẹp nhờ 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 chịu khó chăm sóc da thì nó sẽ đẹp. Đầu tư một chút thì nó sẽ đẹp thôi. Rửa cái mặt phát. Mọi người muốn da đẹp như thế cứ ới lấy em nhé, ới em là có da đẹp luôn. Người ta bảo là muốn được cho như người ta là muốn muốn được da đẹp như người người khác là phải chơi với những người da đẹp đúng không mọi người? Không, chồng chị không mua, chồng chị cứ bảo đấy, lương của anh đấy, thẻ của chồng chị thì chị giữ rồi, nên lương về bao nhiêu là chị giữ rồi, nên là chị mua gì là cứ thế mà cầm thẻ đi quẹt thôi. Chứ còn chồng chị không 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 biết mua quà gì cho chị cả, và cũng chả biết mua gì cả, chị cứ thế chị cầm thẻ thôi. Mặt đã sạch mọi người ạ, đã rửa xong mặt, đã sạch mặt. Hello Quan Quốc Thạch à. Hello 7 người đang xem nha. Úi dồi ôi, em tưởng mỗi em cú đêm. Hóa ra là rất là nhiều người cú đêm nha. Sướng nhất chị rồi. Hello anh Trần Kiên. Em ơi, vợ chồng chị ít khi lên sóng cùng nhau, hầu như là không bao giờ. Trộm thế ra chị luôn.
Muốn được giống như da chị thì hãy dùng mỹ phẩm giống như chị đi. Rồi, giờ mặt đã xanh. Hello anh Kiên, tuần sau em lại về 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 Lâm Bình tiếp ấy. À về về Na Hang, không về Lâm Bình mà là về Na Hang. Tuần sau lại về Na Hang đây. Tuần sau có ai ở Na Hang ở Na Hang tiếp đón em không ạ? Chắc chả có ai đâu nhỉ. Tuần sau có ai ở Na Hang đón em không ạ? Anh ơi, ai cũng dùng được nhá, trai gái đều dùng được cả nhá. Em đang dùng huyết thanh đây. Huyết thanh được làm từ hạt hướng dương và tinh chất hoa hồng đây. Ngày thứ tư em sử dụng mọi người ạ. Mỗi bên em chỉ cần vài giọt thôi. Mỗi bên em chỉ cần 1-2 giọt là được. Huyết thanh này nó làm trắng da này, trắng bật trong vòng 7 ngày. Ok anh, em sẽ lên. Yên tâm, cuối tuần này em sẽ có mặt ở Tuyên Quang. Sẽ có mặt ở Na Hang. Thứ sáu em sẽ có mặt ở Lâm Bình và thứ bảy em sẽ có mặt ở Na Hang. Thứ bảy em sẽ có mặt ở Na Hang. Nên là em chắc là sáng thứ sáu em đi xe Liên Loan, là xe trùng bích, một trong hai xe đấy lên. Tại vì thứ bảy em có cái hẹn đám cưới ở thứ bảy ở Na Hang rồi. Đám cưới thằng bạn nối khố. Nên là phải lên, không lên không được. Không lên nó giận chết. Cái huyết thanh này chắc tí nữa phải để vào tủ lạnh bảo quản cho nó được lâu. Em không anh ơi, lần này em lên thẳng lên trên Lâm Bình luôn chứ em không ở Tuyên Quang nữa. Em lên hẳn Lâm Bình luôn, không ở Tuyên Quang nữa anh ạ. Chắc là em lên Lâm Bình, em sẽ ở Lâm Bình tầm khoảng một tuần gì đấy. Rồi không đến một tuần nữa, tầm khoảng 4 ngày thôi. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai em sẽ đến thứ hai em sẽ về Hà Nội. Nhà em chỉ lên mấy hôm thôi. Tại vì nhà em cho thuê rồi ấy, nhà trên đấy em cho thuê rồi nên là em chỉ lên đấy ở. Ở thì ở ít ngày thôi chứ không thể ở lâu được. Tại vì cho người ta thuê rồi mà bây giờ mình về ở cũng không được. Mọi người nó thẩm thấu luôn này. Ngày thứ tư sử dụng, mỗi một ngày sử dụng da nó càng một khác, càng bong, càng bóng này, càng trắng này. Thẩm thấu luôn luôn. Huyết thanh. Tác dụng của huyết thanh là giúp làm trắng da, làm mịn da, làm căng bóng da. Nó được làm từ tinh chất hoa hồng và hạt hướng dương và một số vitamin nữa. Nó làm giảm thâm, giảm nám và giảm các đốm đen. Ở Tuyên Quang thì chắc là để đợt sau anh ạ. Chứ còn đợt này là em lên Lâm Bình. Nhưng mà xe nhà anh cũng lên Lâm Bình mà anh. Xe nhà anh cũng chạy Lâm Bình mà, từ Lâm Bình ra Thượng Lâm rất là nhanh thôi, rất là gần thôi. Căng luôn. Rồi em thấy mấy người xem đây nhưng mà sao không thấy ai cả. Không thấy ai ới cả, một anh Kiên ới nói chuyện với em thôi à. Buồn ghê. Cái này là 800.000 nhá. Giá cũ của nó là 850.000 đấy, nhưng mà còn có mấy lọ thôi, đây này lấy về 20 lọ hình như là còn có. Đây. Lấy về 20 lọ còn có 2 4 6 lọ thôi.
lấy về 20 lọ, còn 6 lọ là hết. Chỉ còn 6 lọ là hết. 6 lọ cuối cùng giá 800.000. Cái loại này là bật tông luôn trong vòng 7 ngày nhá. Căng bóng mịn luôn trong vòng 7 ngày, chỉ cần kiên trì mỗi một ngày vài giọt thôi, mỗi ngày trước khi đi ngủ vài giọt trên mặt thôi. Trước khi dùng thì là sẽ là rửa sạch mặt này. Hello Tuấn Hùng. Tuấn Hùng hình như là chồng của Sai à? Hello em yêu Lý Hà, trời ơi. Mấy năm rồi không gặp, bao giờ em mới ra Hà Nội đây hả em? Chuyển trường với là mất hút luôn này, quên mất chị luôn. Đó. Chỉ cần trong vòng 7 ngày mọi người sẽ thấy hẳn luôn, da là căng bóng rất là. Mai Xuân Huy, hello Mai Xuân Huy. Chỉ cần trong 7 ngày thôi. Mỗi một ngày chỉ cùng bên này 2 giọt, bên này 2 giọt, trên này 1 giọt, dưới này 1 giọt, đây 1 giọt nữa. Chưa đến 10 giọt thôi mà cái này dùng được rất là lâu luôn. Dùng kiên trì trong vòng 7 ngày. Ô, Lý Hà ơi, em đang ở chỗ nào Hà Nội? Ok, cà phê luôn, mai cà phê luôn. Chỗ nào em ơi? Có gần Mỹ Đình không? Chị gần Mỹ Đình nha, chị rất gần Mỹ Đình luôn. Chị cực kỳ gần Mỹ Đình luôn. À, em có thể search cho mọi người xem da của em này. Gần nhà chị á, 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Phú Diễn, Phú Diễn. Đấy, Mỹ Đình ngay gần nhà chị, trời ơi, cô gần nhà chị mà cô chả ới gì cả. Chả ới gì cả là thế nào? Gần nhà chị là phải ới chị lâu rồi chứ đây chả thể ới gì cả. Rồi em đã dưỡng da xong, một tối em chỉ cần mấy phút dưỡng da như này thôi. Dưỡng da xong nó rất là mát, rất là mịn da luôn. Cực mát, cực mịn luôn. À, cực căng và cực bóng luôn, có ngày thứ tư thôi. Bây giờ ới nè. Mai em chọn quán đi xong cho chị địa chỉ là ok nhá. Mai em cứ chọn quán đi xong là alo chị nha, số điện thoại của chị trên Facebook luôn 0399 623 399. Vào trang cá nhân chị có số điện thoại đấy luôn, ới chị luôn. À, buổi sáng thường thường là 9 giờ sáng chị mới ngủ dậy. Ăn sáng xong chắc tầm khoảng 10 giờ hoặc là chị sẽ chờ đến ăn trưa luôn. Nếu mà cà phê thì là chắc là tầm khoảng đầu giờ chiều nhá. Tại vì 9 giờ sáng chị mới ngủ dậy cô. Có hôm 10 giờ sáng chị mới ngủ dậy. Hello Ngọc Linh Phạm. Chị ngủ muộn, dậy muộn lắm. Tại vì đêm như này chắc là tầm khoảng 1-2 giờ sáng chị mới ngủ cô. Có hôm thì 3 giờ sáng chị mới ngủ. Riêng hôm qua là 4 giờ sáng mới ngủ đấy. Thôi mọi người ơi, bây giờ cũng muộn rồi nhá. Em phải ra em nói chuyện với chồng em đây. Nói chuyện với công việc của chồng em, với công việc của em đây. Nên là mai em sẽ like cho mọi người nhá. Ngày hôm nay em chỉ like cho mọi người xem là em dưỡng da. Mỗi một tối em dưỡng da như nào thôi. Hiện tại em đang dưỡng da cái này nhá mọi người nhá. Đó. Có gì thì ngày hôm nay là ngày thứ tư em sử dụng rồi. Đó, mọi người có thể nhìn này. Da em nhìn nó rất là căng, rất là bóng mịn này mọi người này. Đó. Đây ạ. Rất là căng, rất là bóng mịn, rất là sáng luôn. Live stream trực tiếp mà cái làn da nó như thế này là biết là nó đẹp. Ở ngoài là cái này có tác dụng như thế nào rồi. Ngày nào khác ngày đấy luôn, trong vòng một tuần. Mọi người hãy sử dụng nhé, trước khi sử dụng mọi người chụp ảnh cho em. Sau khi sử dụng chăm chỉ một tuần mọi người chụp ảnh lại cho em xem nhé mọi người nhé. Còn bây giờ thì em xin phép mọi người nhá. Em xin phép mọi người thì em đi ra ngoài nói chuyện với chồng em đây. Uống bia tiếp. Bia sẵn đây rồi. Chúc mọi người ngủ ngon nha.